Cô xin chào tất cả các bạn học sinh. Tiết tập làm văn ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu bài nói về đội thiếu niên tiền phong điền vào giấy tờ in sẵn. Để học tốt tiết học này, các con cần chuẩn bị cho cô sách tiếng Việt, vở bài tập tiếng Việt lớp 3, tập 1, vở trắng các con nhé. Qua bài học này, các con sẽ trình bày được một số thông tin về tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh qua bài tập số 1. Mục tiêu thứ hai chúng ta cần đạt đó là chúng ta sẽ điền đúng nội dung vào mẫu đơn đơn xin cấp thẻ đọc sách ở bài tập 2. Ta hãy tìm hiểu về tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là một tổ chức khá mới mẻ với các con. Vì đầu năm lớp 3, các con chưa được vào đội. Tuy nhiên, đến giữa năm lớp 3, các con sẽ được học lớp cảm tình đội, cố gắng nỗ lực phấn đấu, học tập tốt, kỷ luật tốt để được đứng vào hàng ngũ của đội, trở thành đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Cô và các con cùng bước vào hoạt động thứ nhất, tìm hiểu về tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đội thiếu niên tiền phong là một tổ chức rộng lớn, tập hợp trẻ em thuộc độ tuổi nhi đồng từ 5 đến 9 tuổi, sinh hoạt trong các sao nhi đồng, và độ tuổi thiếu niên từ 9 đến 14 tuổi, sinh hoạt trong các chi đội thiếu niên tiền phong. Ở bài tập số 1, yêu cầu các con nói những hiểu biết của mình về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh theo 3 câu hỏi. 1. Đội được thành lập khi nào? 2. Những người đội viên đầu tiên của đội là ai? 3. Đội được mang tên Bác Hồ từ khi nào? Để trả lời được 3 câu hỏi này, cô mời các con theo dõi đoạn clip sau các con nhé. Hồ Chí Minh là tổ chức do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1941 tại thôn Na Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách hướng dẫn. Những đội viên đầu tiên: Nông Văn Dền với bí danh là Kim Đồng, Nông Văn Thàn với bí danh là Cao Sơn, Lý Văn Tịnh với bí danh là Thanh Minh, Lý Thị Nì với bí danh là Thủy Tiên, Lý Thị Sậu với bí danh là Thanh Thủy và đội trưởng là anh Nông Văn Dền. Những lần đổi tên. Ngày 15 tháng 5 năm 1941, tổ chức Hội Nhi đồng của quốc được thành lập. Đến giữa năm 1946, tổ chức đội thiếu niên tiền phong và Hội Nhi đồng cứu quốc sáp nhập lại làm một và lấy tên chung là đội thiếu nhi cứu quốc. Năm 1949, đội thiếu nhi cứu quốc được đổi tên thành đội thiếu nhi tháng 8. Tháng 2 năm 1950, đội thiếu nhi tháng 8 tách thành đội nhi đồng tháng 8 và đội thiếu niên tiền phong. Tháng 3 năm 1951, Hội nghị cán bộ đoàn đã quyết định thống nhất các tổ chức thiếu niên, nhi đồng và lấy tên là đội thiếu nhi tháng 8. Ngày 4 tháng 11 năm 1956, đội thiếu nhi tháng 8 được đổi tên thành đội thiếu niên tiền phong Việt Nam. Ngày 30 tháng 1 năm 1970, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị cho đội thiếu niên được mang tên Bác Hồ vĩ đại, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh như ngày hôm nay. Vào năm 1961, nhân lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư chúc mừng và ân cần động viên, căn dặn các cháu thiếu niên nhi đồng. Nội dung trong thư đã trở thành một trong các nội dung của điều lệ hoạt động đội và dùng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập, hoạt động vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các biểu trưng của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: huy hiệu đội, cờ đội, khăn quàng đỏ,
đội ca, khẩu hiệu đội. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã hình thành và phát triển ngần ấy năm. Thế hệ học sinh hãy ra sức học tập, rèn luyện, tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang đó. Sau khi xem xong đoạn clip, các con thấy được rằng đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành người có ích cho đất nước. Đội cũng tổ chức được các phong trào rất là thiết thực, ví dụ như kế hoạch nhỏ, nụ cười hồng, cổng trường em sạch đẹp an toàn. Đây là các phong trào mà các bạn đội viên rất nhiệt tình, hăng hái tham gia. Học sinh chúng mình khi được là đội viên, được đứng vào hàng ngũ của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đều rất tự hào. Vì thế, cô cũng mong rằng các con hãy phấn đấu để trở thành một người đội viên gương mẫu. Các con nhé! Chúng ta hãy bước vào hoạt động thứ hai, đó là điền vào giấy tờ in sẵn. Trên màn hình của cô là mẫu đơn được in sẵn. Nhiệm vụ của các con sẽ điền những thông tin còn thiếu trên lá đơn. Các con hãy quan sát mẫu đơn và nghe cô hướng dẫn nhé. Các con thấy rằng chúng ta đã được làm quen với lá đơn xin vào đội ở tiết học trước. Các con cũng đã biết chia lá đơn này thành từng phần. Các con thấy, ở phần đầu của lá đơn, bắt đầu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Dòng tiếp theo chính là địa điểm, thời gian để viết lá đơn xin cấp thẻ đọc sách. Khi điền địa điểm, thì các con lưu ý, mình ở đâu thì chúng ta sẽ ghi tên tỉnh, thành phố, quận huyện ấy. Ví dụ như con ở quận Gò Vấp thì mình điền là Gò Vấp. Nhớ viết hoa tên riêng các con nhé. Sau đó chúng ta sẽ điền tiếp thời gian viết đơn phù hợp. Nhìn vào lá đơn, phần tiếp theo chúng ta sẽ dễ dàng điền được các thông tin sau. Ở phần kính gửi, chúng ta sẽ ghi tên thư viện mà mình mượn sách. Ví dụ như là ở trường nào thì các con sẽ ghi tên trường đó. Ví dụ như cô sẽ điền là thư viện trường tiểu học Thanh Thông. Sau đó, mình sẽ giới thiệu tên của người làm đơn, đó là bạn Trần Thị Ngọc Hà. Sau khi các con điền tên của các con xong thì các con sẽ ghi ngày sinh của mình và giới tính của mình. Mình là nam thì mình ghi nam, mình là nữ thì mình sẽ viết nữ. Dòng tiếp theo, giới thiệu về nơi ở, thì các con sẽ ghi địa chỉ nhà của mình, gồm số nhà, đường, phường và quận, các con nhé. Dòng tiếp theo, các con sẽ ghi lớp và trường của mình đang theo học. Dòng này chắc chắn bạn nào cũng sẽ ghi được. Vậy thì cô ví dụ chúng ta sẽ điền là lớp 31. Trường tiểu học Thanh Thông. Dòng tiếp theo, các con muốn sử dụng sách ở thư viện năm nào thì chúng ta sẽ ghi năm đó. Ví dụ như cô muốn mượn sách của năm học này thì cô ghi là năm 2021. Và phần cuối cùng không thể thiếu ở mỗi lá đơn, đó là phần ký tên. Sau đó mình ghi họ và tên. Các con thấy đấy, cô vừa hướng dẫn các con cách điền vào mẫu đơn in sẵn.
Các con thấy rằng bố cục của lá đơn xin cấp thẻ đọc sách cũng sẽ giống với đơn xin vào đội mà các con đã được học. Phần đầu là từ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến kính gửi thư viện trường tiểu học Hanh Thông. Tiếp theo là phần giới thiệu và nêu nguyện vọng. Phần cuối lá đơn là phần ký tên và phần ghi họ và tên. Từ bài học trước, các con đã xác định rõ ràng được 3 nội dung và 3 phần của một lá đơn. Nhưng ở đây sẽ có sự khác nhau một chút. Ở bài đơn xin vào đội thì dòng đầu tiên là tên của tổ chức đội. Còn ở đơn xin cấp thẻ đọc sách, dòng đầu tiên chúng ta sẽ viết quốc hiệu và tiêu ngữ. Quốc hiệu là tên của một đất nước, ví dụ như nước mình là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dòng thứ hai là dòng tiêu ngữ độc lập tự do hạnh phúc. Tiêu ngữ là gì? Tiêu ngữ là những câu ngắn gọn, biểu thị mục tiêu hoặc là một ý nghĩa quan trọng nào đó. Cụ thể, độc lập tự do hạnh phúc là mục tiêu xây dựng và phát triển của đất nước Việt Nam mình đấy các con. Các con hãy cùng nhìn lại đơn xin cấp thẻ đọc sách trước khi các con thực hiện viết lá đơn của mình. Các con nhé! Khi viết đơn, các con lưu ý chúng ta cần viết nắn nót sao cho chữ viết rõ ràng, sạch đẹp để thể hiện sự tôn trọng đối với người nhận đơn và nhớ viết hoa tên riêng nữa nhé. Các con hãy lấy vở bài tập tiếng Việt hoặc sách giáo khoa trang 11, các con điền thông tin vào lá đơn. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Qua bài học này, các con đã biết được rất nhiều thông tin về tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, về ngày thành lập, các tên gọi của đội, khẩu hiệu nè, huy hiệu nè. Và ở cuối bài, các con cũng biết điền thông tin vào mẫu đơn in sẵn. Cô chúc các con làm bài thật tốt. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong tiết học sau các con nhé.